phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ.